Xin được chuyển sang câu hỏi thứ tư. Phật tử đã hỏi A Di Đà Phật: Con kính lạy thầy ạ. Con sinh năm 1989, vợ con sinh năm 1991, con trai con sinh năm 2012, con gái con sinh năm 2015. Hiện nay vợ chồng con đang làm ở Hà Nội. Con có thuê một phòng trọ hướng Nam. Phòng có gác xếp, cầu thang lại hướng thẳng ra cửa chính. Con ở đây được một năm rồi mà các con nhà con thường xuyên bị ốm. Có khi ốm cũng không tìm ra bệnh ạ. Thầy cho con hỏi ở phòng trọ như vậy có phải không hợp đất không ạ? Con có cách nào để giải hóa không ạ? Con cảm ơn thầy. Theo Phật giáo thì cái việc phong thủy đất cát nó rất là nhẹ nhàng, không có nặng nề gì cả. Nhưng mà theo về lão giáo thì cái việc là gì? Chọn phong thủy đất cát rất là quan trọng. Hay là theo gì? Theo các nhà phong thủy học ở thế gian đó, họ cho rằng việc phong thủy đất cát thì rất là quan trọng, tối quan trọng đối với con người. Con người chúng ta nếu mà ở về con người mà hợp với mệnh thì nó sẽ sinh ra gì? Sinh ra nhiều những cái sự may mắn, đem đến sức khỏe và tài lộc vân vân. Mệnh mà không hợp với miếng đất đó, thì cái hướng nhà ở đó, đất cát nhà ở vân vân đó, thì nó sinh ra rất nhiều điều tổn hại như là ốm đau, bệnh tật, gặp nhiều họa hoạn trong cuộc sống vân vân chẳng hạn. Cái này nếu mà nói là không có thì cũng không đúng. Mà nói có thì chúng ta cũng chẳng giải thích được là vì sao mà có ra đâu, hình tướng nó như thế nào. Cũng giống như hỏi có ma hay không có ma. Nếu chúng ta bảo không có ma thì tại làm sao vẫn có người điên khủng loạn tâm do gì? Do ma làm. Ma trêu quỷ nhập. Cúng bái thì là gì? Hợp lòng thì nó lại khỏi. Mà bảo ma nó như thế nào thì kể cả thì cả tôi chẳng giải thích được nó như thế nào. Tóc xanh nhanh vàng, má phấn môi xoan, gót dài, đầu tròn áo ngắn ra làm sao, ma như thế nào tôi chịu chẳng giải thích được. Nhưng mà gì? Cũng giúp cho được rất nhiều bị điên khùng bệnh tật do gì? Do ma trêu quỷ nhập. Họ khỏi bệnh và trở lại con người, cuộc sống đời thường bình thường của họ. Nhưng bảo tôi giải thích nó như thế nào tôi chịu. Bảo giải thích theo kiểu khoa học biện chứng phương Tây ấy, là tôi chịu rồi. Cho nên là chúng ta thấy một thời gian là giữa triết học phương Đông và phương Tây. Phương Đông thì nói là duy tâm, phương Tây thì nói là gì? Duy vật. Bên phương Tây thì nói là phải giải thích bằng khoa học biện chứng, tức là giải thích phải có gì? Phải có dẫn chứng rõ ràng. Thì phương Đông nói rằng cái đó không cần thiết. Quan trọng nhất là cái tâm. Mà tâm ở đây không phải là quả tim, tâm ở đây là gì? Lòng thành và sự tin tưởng tuyệt đối thì sẽ thay đổi được thế giới bên ngoài chúng ta. Hai bên nó giải thích có cái sự khác biệt giữa gì? Duy vật và duy tâm như thế. Cho nên là mấy trăm năm trước gì? Giữa hai cái dòng tư tưởng phương Đông và phương Tây, chúng ta thấy là gì? Cũng có một thời gian cãi nhau nảy lửa. Các nhà khoa học trên thế giới cãi nhau nảy lửa. Nhưng bây giờ thì đỡ rồi. Phương Đông cũng áp dụng khoa học tiên tiến phát triển của phương Tây vào trong cuộc sống, mà phương Tây ấy, cũng đem áp dụng, nghiên cứu và áp dụng những cái phương diện tâm linh, tâm lý của phương Đông và áp dụng vào trong cuộc sống, nó đem lại cái sự tổng hòa xã hội ngày một tốt hơn. Đó. Thì ở đây Phật tử này nói rằng đã có vợ và có hai con như vậy, nhưng từ khi thuê cái nhà này về thì ốm đau quặt quẹo như vậy. Thì theo phong thủy học thì họ nói rằng là con người ta thì đều có sinh ra năm nào, tháng nào vân vân, nó đều có mệnh cả. Thì nói về phong thủy chia trẻ thì có thể học cả đời không hết. Nhưng mà họ chia ra thì con người ta thì có đông tứ trạch và có tây tứ trạch. Đông tứ trạch là gì? Là thuộc về cấn, chấn, tốn và khảm. Thuộc về đông tứ trạch. Tây tứ trạch là gì? Là khôn, đoài, cấn và kim. Đó là bốn hướng về gì? Bốn hướng đó là thuộc về tây, tây nam, tây bắc và đông bắc. Đó là thuộc về tây tứ trạch. Đông, đông nam, đông bắc và đông, đông nam, chính nam và chính bắc. Xin lỗi, đông, đông nam, chính nam và chính bắc. Thì đó là gì? Đó thuộc về đông tứ trạch. Họ chia ra là tây tứ trạch và đông tứ trạch.
mệnh người nào họ tính từ năm sinh, mệnh người nào mà thuộc Tây tứ trạch mà gặp hướng nhà, hướng ngõ, hướng ban thờ, hướng đầu giường ngủ, hướng bếp đun. À, Tây tứ trạch mà gặp Đông tứ trạch, gặp vào bốn cái đó thì gọi là hung. Ví dụ như mà người như Phật tử này, này nói là sinh nam, sinh năm 1989, công thức tính của họ là gì? 100, lấy hai số cuối là số 89 này là nam. À, thì lấy cho hai số cuối là 89, 100 trừ 89 còn bao nhiêu? Còn 11. 100 từ 89 còn 11. Và công thức tính đó là gì? Nhân với 9, cái số dư đó là mệnh. Thì nhân với 9 là gì? 9 thì còn dư thì 11 thì còn dư 2. Thì cái dư 2 đó là mệnh của cái chú Phật tử sinh năm 89 này. Dư 2 thì họ lại tính gì? Tính trong 1 khảm 2 khôn 3 chấn 4 tốn ngũ trung cung. À, 5 ngũ trung cung là 5, trung cung là 6 càn 7 đoài 8 cấn và cửu tức là 9 là ly. Phật tử này là gì? Dư 2 thì 1 khảm 2 khôn. Phật tử này thuộc mệnh khôn. Khôn thuộc thổ. Thổ thì thuộc gì? Thuộc về Tây tứ trạch. Tây tứ trạch đây là hợp với gì? Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Và Phật tử này nói là nhà trọ hướng Nam. Hướng Nam thì thuộc về Đông tứ trạch. Hướng Nam thuộc về gì? Về hỏa. Phật tử này thuộc khôn về thổ. Thì cái này trong phong thủy học họ nói rằng đây là thuộc về phân ra gì? Giữa Đông tứ trạch và Tây tứ trạch rồi. Cho nên có thể là như vậy mà sinh ra chuyện đau yếu như vậy. Rồi cả cầu thang thì là đâm thẳng ra ngõ, tức là cũng đâm thẳng ra cửa ngõ theo hướng gì? Theo hướng chính của nhà, tức là hướng Nam luôn. Cho nên hai đứa con ốm đau quạt quẹo tìm không ra bệnh. Thôi cái trường hợp này thì thôi nếu mà nghe thầy thì thôi cứ đây là phòng trọ mà, có không phải nhà của mình. Cho nên phòng trọ bây giờ nó cũng đẩy ra tìm nó cũng dễ lắm. Nhất là mấy năm nay bất động sản ế ẩm cho nên nhà cửa xây ra không bán được, họ cho thuê đầy chứ. Thôi chẳng ngại gì mình thôi, vợ chồng chuyển nên đi thuê một cái chỗ nào đó thì nó cũng hợp lý. Bây giờ thoải mái chỗ cho chúng ta chọn. Thì Phật tử này theo thầy khuyên thì nó đi thuê vào cái một cái hướng nhà có hướng, thì có hướng nhà là hướng phòng là hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc hoặc Đông Bắc, được chính Tây và Tây Nam, Tây Bắc là tốt nhất. Thì không thì hướng Đông Bắc cũng được. Đó, thì thuê những hướng nhà có những hướng đó ở. Đặc biệt là được cái cửa bếp đun, cửa bếp ga cũng quay về một trong bốn hướng đó nữa là tốt, tốt cho sức khỏe. Và khi ngủ cũng nên cho đầu giường về và bốn một trong bốn hướng đó này cũng rất tốt. Ngồi tiếp khách uống nước cũng quay mặt về hướng đó này cũng rất tốt. Đó. Cái này thì đúng ra thì theo Phật giáo thì không có được nặng nề về cái này, nhưng các vị mới chỉ là Phật tử tại gia, người sơ tâm học đạo thì cũng có thể là phương tiện chúng tôi khuyên như vậy. Còn khi mà tu hành, người xuất gia tu hành mà sắc tức thì không, không tức thì sắc, vân vân đó, thì tất cả đều là gì? Tốt. Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, hướng nào cũng tốt. Nếu như tâm mình tốt thì hướng nào cũng tốt. Tâm có thể chuyển cảnh vật bên ngoài, nhưng mà đấy là chỉ cho những bậc đại tu hành thì mới có thể chuyển được cảnh ở bên ngoài, từ chỗ xấu thành chỗ tốt, từ chỗ ô uế thành gì, chỗ thanh tịnh. Còn bây giờ thì còn đang ở nhà làm ăn như vậy, chịu sự chi phối của gì, của vạn sự vạn vật xung quanh mình. Cho nên thì thôi thầy cũng khuyên phương tiện mà khuyên như vậy. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.